Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya dhamma no dhamma paripatiya puttang bojemi. Imaya dhamma no dhamma padipatiya dhammang bojemi. Imaya dhamma no dhamma padipatiya sanghang bojemi. Con đã mất lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân quả chân biến trí do Ngài tự ngộ không thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật báo bằng sơ hành đạo. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sơ hành đạo. Con xin cúng dường tăng bảo bằng sơ hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hoàn tam bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là khóa trong tháng 12. Bắt đầu giờ phút này từ ngày 16 mới chấm dứt khóa thiền của 10 ngày. Sự thật luôn luôn có trong chúng ta, không có ở đâu xa. Mà khi thấy sự thật thì chúng ta mới được sự an vui. Chúng ta có kinh nghiệm hai sự thật. Sự thật của sự sanh đã qua vì chưa đầy đủ trí nhớ, không lãnh hội được sự sanh khổ như thế nào. Mà trong sự thật Đức Phật tuyên bố, sự thật có từ sanh, mà sanh đã qua chúng ta không hiểu rồi, vì quá si mê, không có sự tỉnh thức. Đau khổ như vậy mà quên. Sanh đau khổ như vậy mà quên. Huống chi già. Mới hôm qua Phật tử làm đại chúc thọ kỷ niệm tới 93 tuổi, 93 cái chết rồi. Rồi còn sự sống rất ngang ngội, sự chết là chắc chắn. Đức Phật dạy chết là chắc chắn, mà sống rất là bấp bênh. Nó là lời của Đấng Cha Lành. Chúng ta đang tu tập để nhớ lại, kinh nghiệm lại cái bề đang bây giờ. Cho là sanh đã qua chúng ta không kinh nghiệm, bây giờ đang già. Và khi sự chết Đức Phật dạy, chết bây giờ không phải giống như thế gian có một cái định kiến. Khi đó quăng mặt không còn trên thế gian này, hay là người đó qua đời, không biết bao nhiêu tuổi rồi, qua đời một đời trong hành tinh này, mới chết không biết đi đâu. Một hành tinh này không ai lan hồi ngoài trên đằng chánh giác, đằng chánh giác giả. Vì niềm tin như vậy, chúng ta mới
tờ chất khóa thiền để mà chúng ta tu để kinh nghiệm sự thật mới Đức Phật dạy. Mà sự thật bây giờ có, chúng ta đang có sự thật của sự sanh khổ và sự thật của cái già đang khổ và sự thật của sự chết đã sẽ khổ. Mà Đức Phật dạy chi tiết hơn, nói về sự chết là chết là chắc chắn. Như vậy chết là chắc chắn, không phải là hết tuổi thọ này chết không. Đức Phật nói là chết là chắc chắn, sống là bấp bênh, chết là chắc chắn. Như vậy bây giờ có bấp bênh bây giờ và chết bây giờ là chắc chắn, từ hơi thở một, từ giây quang minh ngày hôm nay ngò làm tới giây là cho tới nào qua một giây rồi, qua một phút, một giờ, một ngày, chết, tàn chết, không biết gì, rồi thức dậy, mới sống của một ngày mới. Này, Đức Phật dạy chúng ta đã thấy sự thật. Niềm tin của vị mới thấy đây cũng như sư bác đạo, niềm tin thì mà hết lòng, hết lòng cố gắng tập theo phương pháp mà Đức Phật dạy, đi theo con đường mà Đức Phật đã đi, nghĩa là mình đi ra khỏi hành tinh này, làm sao mình đi ra khỏi cái chết. Ở đâu cũng có chết, ở ngoài tránh khỏi cái chết, trong này, ở trên nó không chết, ở dưới đáy biển chết, hướng đông, hướng tây, hướng nam bắc chết, ở đâu cũng chết. Cái chết nó theo dõi mình không tránh khỏi nó, không có tránh ta nó được, trốn không được. Đức Phật mới là một vị giác ngộ, thay vì chạy đi trốn. Đức Phật chỉ con đường mà Ngài giác ngộ, tin tưởng Ngài giác ngộ lịch sử rõ ràng. Đấy. Rồi mới có niềm tin, tin với Đức Phật, một vị giác ngộ tin có Đức Phật. Chỉ có một vị giác ngộ, không có hai vị giác ngộ một lượt. Đất này có năm vị mà bốn vị Đức Phật của mình cũng đã nhập Niết Bàn rồi, nhân giáo pháp có phước lắm. Cái này để lại giáo pháp của Ngài, lời dạy của Ngài còn đầy đủ hết trong kinh, từ chép La Buôn khắc chữ trên bia đá in thành sách vở, rồi mai móc thâu phát ra. Lời Ngài của Ngài rất là rõ, vì lý thuyết không có thiếu gì. Đấy. Tin tưởng có đức tin cho Ngài, có vị học thì thuộc hết tam tạng. Đấy. Đọc thuộc lòng rồi thất hành, chúng ta không đủ điều kiện để mà học cho thuộc hết lời dạy của Ngài, học tam tắc những tinh hoa mà đấng giáo chủ dạy. Mới các khóa thiền 10 ngày này, như vậy
để mà thấy là kinh nghiệm lời dạy của Đức Phật. Cái gì mà chưa tới mình không nghĩ tới, cái gì bây giờ đó là chúng ta học Đức Phật. Giờ phút ngày nay, giờ này, ở đây, bây giờ, ở trong thân này, sự thật ở trong thân này, và nó chết từ phần. Đức Phật dạy, trong tiêu chúng ta thấy, thấy sự thật, chết là khổ, chết là khổ. Có chúng ta có ai có này thì mà chúng ta đã thấy sự thật mà chúng ta có, mà nếu chúng ta thấy sự thật này có như vậy thật và thật kinh nghiệm thật rồi, cái thật nó trả lời như vậy, vì nó bây giờ chúng ta không thấy, nên đợi khi mà thấy chết sợ, rất mặt sợ. Tại sao mình thấy chết này nè, nó đi rồi không kịp từ giả, nhiều người đi rồi mất rồi thấy Đức Phật dẫn thao về cái sự khổ của một con người, nhưng cõi này không phải là cõi vui, thống nhất cõi này là cõi tu. Nói về cái giới đó, có ba cái bằng dục giới, sắc giới và sắc giới. Dục giới một cái giới mà chúng ta đang sống này, dục giới đó, nó có 11 cõi. Quý vị biết nhớ thuộc rồi, bốn đợt ăn đảo chúng ta thấy. Đau khổ quá, xa quá, chúng ta không thấy địa ngục. Địa ngục giải thích, Đức Phật giải thích địa ngục như thế nào. Giải thích để chúng ta hiểu một phần của địa ngục của trần gian. Địa ngục thật là đau khổ thật. Nhưng ở trần gian này, chỗ này để tu, thành ra Đức Phật giải thích về cái sự địa ngục của trần gian. Súc sanh địa ngục, à tôi là ngạo vị người chưa thiền, chúng ta thấy nghiệp báo đưa con người lên điều vị tốt, nghiệp báo đưa con người xuống không có điều vị, với nghiệp báo tin cho Đức Phật. Như vậy chúng ta mới có niềm tin một vị giác ngộ, rồi tin mấy ngày dài như thế nào. Ngày dài là chúng ta có sự chết là chắc chắn, sống bắt đầu bấp bênh, nhưng bây giờ bấp bênh nhỏ nhỏ đó, chúng ta tin một vị giác ngộ Đức Phật, và ngày dài biết bao nhiêu giác ngộ, biết bao nhiêu giải thoát, lịch sử rõ, bia đá có ghi rõ, chúng ta phải đang hết lòng. Sự chết tới chúng ta không biết giây phút nào, vô thường. Bây giờ Đức Phật dạy cái sự chết bây giờ cho chúng ta, đây là khóa thiền để chúng ta thấy chúng ta chết. Chúng ta chết thật là chết thật này nào vậy, chết thật như thế nào. Mời tổ chức khóa thiền. Rồi làm sao chúng ta thấy là chúng ta có cái đó mà nó không có phải đâu của mình, chúng ta đã không? Thì phương pháp này xin giải thích cái kỹ thuật phương pháp mà sư đã học. May mắn sư gặp nhân viên thiền sư ở Ấn Độ, ngài Cô An Ca, mà ngài đã học với ngài Upakhin ở Ấn Độ, ở Miến Điện.
Và khi xưa học này, Ngài cũng như là phúc chúc này, phúc chúc nếu mà tin tưởng phương pháp này và biết bao nhiêu đó có thể chia cho những khác khi ngồi còn sống, tin tưởng pháp ân Ngài truyền cho dạy kỹ thuật bí mật để mà hướng dẫn. Ngài nói không, khi mình tập có sự kinh nghiệm, sức mạnh của tâm có kinh nghiệm bao nhiêu, hướng dẫn ta bao nhiêu đó thôi, chứ không phải là truyền người này truyền cho người kia bằng cầu nguyện không, không cầu nguyện, bằng thực hành. Có việc nếu mà có điều kiện, có cơ hội anh muốn truyền bá phương pháp này, phải giải thích cho hành giả biết là phương pháp này của Ngài Upakhin. Đó, Ngài của Đăng Khai dặn sư như vậy. Và đừng cho lầm lộn giữa phương pháp mà ông Hồ Đa Sư đang theo dõi học, phương pháp của Ngài Ma Si. Cho thấy là phương pháp này của Ngài Ma Si và phương pháp này của Upakhin cho rõ và hướng dẫn cho ta phương pháp này theo dõi cho đúng phương pháp đó là như vậy. Khi có duyên, nhân duyên tới tới Mỹ Quốc, vị sư năm trước học với Ngài Mahasi, như vậy khi cái sư học nó nhớ công thức rõ, sư mới qua tới đây hướng dẫn Phật tử hết phương pháp của Ngài Mahasi. Phương pháp của Mahasi không mà hồi 98 sư có hướng dẫn 98-99 một lần, một năm đó hướng dẫn ở chùa Bạch Viên một khóa, có rồi tại đây một khóa. Nhưng khi hướng dẫn rồi sư thấy là như vậy hơi khó khăn cho hành giả. Một là chú tâm đối tượng, chú tâm nơi bụng. Rồi thứ hai, chẳng thấy chú tâm nơi mũi. Đây là sự chú tập. Khi mà tập chú tâm cho nó, ta tập tập quen, tâm dữ dội. Không tập, mà tập nó quen. Bây giờ có hành giả này, đã tập chú tâm nơi bụng rồi. Bây giờ tập chú tâm nơi mũi, cứ như chạy xuống bụng, chạy xuống bụng. Bất lạc. Rồi thang không tập được nhiều như mình giả. Vì vậy khi sư hướng dẫn rồi, cho là cho chọn. Nếu có gì thấy là phương pháp này hợp, cứ theo. Còn không hợp, thầy theo pháp phương pháp của Ngài Ma Si này, vậy nè. Như vậy hết lòng đồng thời Ngài, để có gì kinh nghiệm như thế nào. Chỉ đối tượng thôi. Một là chú tâm nơi mũi, hai chú tâm nơi bụng. Chú tâm mũi là cái nhân, gió nó vô mũi trước, và cái quả bắt đầu mới bụng là phòng. Là như vậy. Rồi khi bụng nó, gió nó ra thì bụng nó xẹp. Vậy nè, cái này chú tâm thì cái quả của cái hơi thở, cái nhân nó vô, không để cho thấy cái quả. Đó là phương pháp của Ngài Ma Si. Mà rất là quý hiệu. Có hành giả tập rồi thành công. Nhiều hành giả thành công.
rồi phương pháp chi nhánh của Ngài tại Miến Điện, 300-400 chi nhánh này nó tại Miến Điện không ạ, toàn là chú tâm này bỗng à, rồi có kinh nghiệm thấy sự thật là như vậy. Còn phương pháp của Ngài Upakhinna, đầu tiên của Ngài lê đi xe đó đó, Ngài truyền lại với Ngài Uthet cho Ngài về phu xe đó, kể đó Ngài Upakhinna mai tê cô em cả. Thì chú tâm nên mỗi à, rồi đó là kỹ thuật rồi. Nhưng mà khóa thiền có 10 ngày mà phải quán tiếp cho thấy là vô thường anicca. Như vậy chú tâm này mỗi chỉ 3 ngày thôi. Rồi có một số tâm định một phần nào mà kinh nghiệm rồi, rồi mới quán hết cả thân theo thọ quan niệm xứ. Như vậy quý phải hết lòng, hết lòng con xin con dường Đức Thế Tôn bằng sờn đạo. Bằng sờn đạo từ giờ phút này quý thọ giới rồi con dường Đức Phật, và quý vị tập tới định con dường Đức Phật, rồi khi thấy huệ con dường Đức Phật mới gọi là con công dường Đức Phật bằng sự hành đạo, cung dường pháp bảo bằng sự hành đạo, cung dường thân bảo bằng sự hành đạo. Như vậy phải thấy mình có cung dường thật, giống như vật tứ vật dụng mà quý vị có trong tay quý dâng cho chư tăng, hoặc quý vị kính tặng cho những người ân nhân của quý vị, có cha cả mẹ ông bà vân vân, phải có rồi mới tăng hiệu lực. Như vậy khi mà chúng ta cúng dường Phật bằng sự hành đạo, không phải Phật, không phải bằng quà hoặc hành đạo, như vậy quý vị phải thấy đang đi trên con đạo là đang đi cúng dường Ngài bằng cách hành đạo, thấy là mình đang đi thật, người đang đi đúng theo lời dạy của Ngài, gọi là đi đi theo con đường của Ngài này, con đường bát chánh đạo này, mình thấy mình đang đi thật. Như vậy mình thấy là mình có một bước thật, một bước thật phải đi đúng vậy chứ, thì mới gọi là có kết quả, không phải hời hợt hoặc đề mà giáo duyên, không nói vấn đề, nói cái thật, nói cái bây giờ thật, cái bây giờ này, cho cái gì mình phải có cho người ta đưa tay lại tay nhận, mình có cho. Bây giờ mình cúng dường Đức Phật mà không hết lòng, mà không thấy mình cúng dường cái gì, chỉ dấu hiệu thôi, nói không phải thật, thấy thật, cảm giác thật, cái đó mới hiệu quả. Bây giờ vừa giới quy thọ trì rồi hoàn toàn trong sạch, không có phạm một giây nào hết, trong tam giới về trong sạch giới rồi, coi a thi si la tăng thường giới, rồi kế đó cúng dường đông Phật, thêm là cúng dường định a thi samathi tăng thường định, không suy nghĩ, định là không suy nghĩ, không suy nghĩ anh ơi, tôi đang sống, không suy nghĩ cái gì mà không có đang sống. Mình sống là một người sống qua đời chết, vậy tôi đang sống như thế này, hết lòng tôi đang sống, và tôi sống cúng dường, tôi thấy đã cúng dường bằng sự hành đạo rồi, thì nó đang đi trên con đường của Ngài, con xin cúng dường Ngài, đang đi con xin cúng dường Ngài, vậy mới có hiệu quả. Đức Phật dạy rất là đơn giản, gần nhất
không có xa xôi, không phải suy nghĩ, không có suy nghĩ được. Chỉ thôi, đây, 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 bây giờ, đây, này, trong thân này, đây, vậy đó thôi, không có xa. Không có mất thời giờ mà suy nghĩ. Một vị thực tế duyên thời, từ cái này, cái khác nó tới, nó tới, nó tới. Bây giờ, này. Mới gọi là duyên. Duyên hệ duyên. Tất cả pháp, tất cả chúng sinh do duyên. Duyên diệt, tất cả chúng sinh diệt. Này. Các pháp, vạn pháp diệt. Vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp diệt. Rồi, duyên diệt, vạn pháp diệt. Hoặc nói nhân còn được, nói duyên còn được, tùy theo. Quý vị dùng cái chữ câu nhân duyên. Thế bây giờ nói thực tập. Đối tượng, hồi trước, chú Tâm đã bỗng nguyện. Tôi không né bằng việc kinh nghiệm rồi. Không bác bỏ, nhưng bây giờ lúc này trả lời đổi đối tượng. Dùng thuốc đó, món ăn đó, không nói là xấu, nhưng bây giờ đổi món ăn cái này, đổi thuốc cái này, dùng cái thuốc cái này. Vậy không nhảy tay nhỏ lùi, việc đến hết lòng. Nếu quý vị hết lòng, là quý vị sẽ đạt được, hoặc có bây giờ quý vị công việc không xa xôi. Không phải vật mà quý vị phải kiếm, này chỉ là hơi thở thôi. Ai cũng có hơi thở hết, mà không bao giờ nhớ tới hơi thở. Không bao giờ nhớ tới hơi thở. Tới vậy là, đây là một khuyết điểm, không phải khuyết điểm, là một cái si của chúng sanh. Chết vì quên, chết vì quên. Mà không học cái mà chúng ta đang sống bây giờ và bây giờ. Sống với hơi thở. Bây giờ, không bao giờ biết được. Đối tượng chú Tâm này bồng phòng xẹp con gió. Phòng tục tế nói phòng xẹp học như thế này. Mình nói là phòng, tiếng Anh nó nói khác. Rồi tiếng Thái nói khác, tiếng Thái nói giúp nó này thì đó phòng xẹp này người Campuchia thì nói khác chế định thôi dùng ngôn ngữ để chỉ cho đó thôi nhưng quan trọng đó là gió. Rồi ở đây hầu hết quý vị học qua trước thì ở chú Tâm Đại Bồng nguyện tôi xin cũng như nước Phật bằng hơi thở hãy cho tôi chú tâm nơi mỗi này chú tâm nơi mỗi không được tập quen rồi nếu mà nó chạy xuống bụng không giận nó không phê bình không chê trích tập nó lâu lắm rồi biết nó thuộc rồi nó chạy đây đây không phê bình không chê trích để cúng dường được phải không tham sân si nếu mà cũng như tham sân si không có Đức Phật một vị không có tham sân si. Nhưng vì mình đem tham sân si cũng như Đức Phật nó có hiệu quả. Ngài đã bỏ hết rồi. Mình lấy cái mà Ngài bỏ. Vậy đó. Đem cúng dường Ngài. Vậy hết lòng. Cố gắng đừng có buồn, đừng có lo, đừng có tham, đừng có muốn gì. Mà bây giờ có cái gì cúng dường, có cái đó. Không có. Con xin cúng dường được một cách không có gì. Vậy đi, không có gì, cái chữ không có đâu Phật muốn vậy là không có. Này, có nó bận nó không có gì, thấy cái đó Phật là phải buông hết. Ở thế gian này luân hồi, vì sẽ không chịu buông, mới nhiêu đó thôi. Mà nếu nó buông hết là giải thoát một điểm đó. À, vậy đó thôi, này, như vậy hết lòng mà. Xin công dường Đức Phật bằng một hơi thở. Mà hơi thở nó cho mình như thế nào? Nó cho mình không phải nó sân nó cho mình, nó tham nó cho mình, nó quên cho. Nó cho bằng cách tự nhiên. Không biết nó đâu
rồi nó lại, rồi nó đi. Trong khi mà cho không không bắt đầu không bao giờ biết này. Vậy Quang Minh thấy con người nè, chính mắt này, cái nào mà giá trị nhất ở xứ này nè, bán mắc tiền lắm. Thuốc để trị bệnh thôi thì cũng như thuốc nó khác, nhưng mà thuốc đó rất là tốt, trị bệnh trung họ bán rất là mắc này, bán rất mắc tại có giá trị. Nếu bán rẻ mình chỉ tiếc nó mắc thôi, ráng uống không giúp bỏ vì nó mắc tiền quá. Mắc tiền không nghĩ tới thuốc hay đâu, chứ mắc tiền là ngay rồi. Đôi khi người ta nghĩ như vậy, nó mắc tiền này, nhưng sự thật như vậy vì nó hay thôi, nó bán mắc. Người vậy là mắc rẻ, người ta thích mắc rồi xưa mấy, tiền nào của nấy. Mắc tiền thì tốt, mắc tiền rồi nó chứng minh nó làm cho thật. Nào là cái nào mà mắc tiền thì tốt, tiền cái nào perfect thì còn cái nào rẻ ra không tốt. Nó nói luật nhân quả rõ ràng, nó chứng minh cho luật nhân quả của Đức Phật. Cái nào tốt thì có giá trị, tốt giá trị. Mà đời khác hàng tục đế chân đế, tham nhiều sân nhiều có giá trị. Chân đế không phải vậy. Bớt tham bớt sân, hết tham hết sân thì một người trên hành tinh quỳ lại Đức Phật. Đi xin ăn cho là một người không lẽ đi xin ăn, mới trở lại Đức Phật. Một vị hoàng đế này trị vì thiên hạ, bỏ ngai vàng đi tu, ra lại đi xin ăn. Đói cuộc đời này khác hơn. Như vậy nếu mà tục đế chân đế là khác hẳn. Đây chúng ta sống theo chân đế, không phải tục đế. Như vậy cái gì Đức Phật tốt, Đức Phật tốt, chúng ta ráng tập theo là bắt đầu như vậy đó. Đó là cái sự thật, đó là chân đế. Như vậy nếu chúng ta thấy chân đế rồi, thấy chân đế rồi, đó là chúng ta kinh nghiệm. Nếu khổ chúng ta thấy là khổ thật, đúng. Và nếu nguyên nhân của khổ chúng ta là nguyên nhân đó thật, đúng rồi đó. Này, đúng mà chúng ta đang có, chúng ta mới ngồi. Với trí tuệ không phải trí tuệ suy nghĩ trong tuệ hồi, trí tuệ tu. Tu là sửa gì? Sửa thân, sửa lời nói, biểu sửa tâm. Sửa tâm, hướng dẫn tâm. Bằng cách hướng dẫn, Đức Phật dạy chúng ta cách hướng dẫn tâm. Bây giờ, hồi trước, một cái phương pháp tu khác, tại tâm đã bồng. Bây giờ, tại quý vị muốn biết thêm một phương pháp đi. Một nước văn minh, nếu mình học chỉ một nghề, đôi khi nghề đó nó không có tiến bộ, thì đi làm nghề khác không được. Này, xưa này ta học nhiều cây sư, nhiều thứ. Thì nếu quý vị biết một nghệ thuật, rồi nhiều kỹ thuật, thì quý vị sống dễ dàng hơn. Thì đây nói về đời. Như vậy, phương pháp của Ngài Ma Sĩ thật là tuyệt đối là một cái phương pháp. Ai tu theo phương pháp của Đức Phật hết á. Của Đức Phật hết, không có ngày nào khác. Đức Phật hết á. Nhưng Đức Phật là Pháp Vương, Ngài biết hết. Rồi, người nào có duyên, Ngài mới chỉ cho đó là như vậy. Khi ở trong thai bào, hơi thở ra, từ rúng này connection qua mẹ, thầy trái tâm nó bụng đâu có sát sanh, đâu có sai. Rồi chỗ này bắt đầu nó chuyển đi sự sống, rồi ra khỏi thai bào sống với hơi thở Đức Phật, trái tâm nó mới đâu có thai đâu. Từ chỗ này
Đức Mô Tả đã biết hết, nói về cái gió, gió hết toàn thân. Quý vị cố gắng nguyện trong 10 ngày khóa thiền này, rồi cố gắng chú tâm nơi mỗi, theo truyền thống nhân vị tiền bối đã kinh nghiệm từ ngày Lê Đi Xe Đo U Thách Nguyên Phu Xe Đo U Bắc Kinh Quên Cả kỹ thuật chú tâm này bỗng chú tâm này mỗi và tha vô biết tha vô tha ra biết tha ra nó mỗi chú tâm này mỗi nếu mà tâm nó quen rồi chạy lại bỗng biết quên ra lại nữa hướng dẫn lại hướng dẫn tâm nè biết rồi nó chạy lại đây chân tinh tấn cố gắng hướng dẫn tâm ra lại mỗi đây là cái mà quý vị đang tập nó sẽ chạy lại mỗi chạy cho bông quý vị đang tập rồi chắc chắn là như vậy. Nhưng mà sau khi quý vị tập được nó rồi, quý vị để tâm lên mỗi, ôi cái tâm khi mà tập được rất là tốt trong hành thinh, không bao giờ ai không bao giờ thành không bằng tập tâm. Khi mà bắt đầu tâm lên, đáy nó bông, nó đáy nó bông, đáy nó mồi, nó đáy nó mồi, đáy nó mắt, nó đáy nó mắt, hai tay, nếu chú tâm lên tay, khi mà hướng dẫn nó được một người tốt trong hành thinh Đức Phật, phương pháp của Đức Phật này, hướng dẫn tâm, không làm chủ nó được, theo dõi nó, rồi biết cách hướng dẫn nó thôi, không làm chủ nó được đấy. Này, chánh tinh tấn chỉ hướng dẫn thôi, này, hướng dẫn tâm, bỏ cái gì mà nó sai, này, cái tật xấu của nó hướng dẫn thôi, này, không phê bình, không tránh không giận với nó. Này, nếu mà giận chút là sai, sai con đường để thập Phật, muốn chút là sai, không, bây giờ hơi thở bây giờ, rồi lát bây giờ, và bây giờ cứ như vậy. Cứ mò tìm, cứ để tâm ở vị trí mà này mồi, cứ để trước tiên nó cũng để như vậy mồi, rồi để cho này để này mồi như vậy này, chú tâm này mồi dù tâm hồi nào thế giới chúng ta biết trong thế gian này có sự suy nghĩ luôn luôn trong lúc qua của dễ nguyện đi theo con đường giải thoát để loại trừ ô nhiễm, diệt trừ thường gọi là tam độc, diệt trừ vi trùng khoa học COVID-19, phải xa nè, phải biết cách hướng dẫn này, hay Đức Phật dạy chúng ta hướng dẫn tâm. Nếu chúng ta hướng dẫn tâm thành công rồi này, COVID là một cái COVID thôi, nó giấc mình một kiếp này thôi, nhưng kiếp sau không giấc mình. Nếu mình có nghiệp với nó giấc mình rồi, nhưng cái mà chúng ta biết đường lối rồi không, nó một lần mới gọi là trả nghiệp. Nếu mà trả nghiệp chúng ta phải chấp nhận, qua là phải trả, khoa học của nước này chứng minh, mua nhà là phải trả, một cái mua xe là phải trả, một cái là muốn mình hứa rồi làm giấy tờ phải trả đấy. Vậy rồi, như vậy nếu mình chết cho nó mình chấp nhận, như vậy nó mình rồi nhưng mà con đường mình đi mình không quên, đó là quan trọng này, quan trọng mình không chết cho nó, mình cũng chết cho cái khác vậy này, cũng chết này, cũng chết, không ai không chết trong hành tinh này. Thì Đức Phật cho thấy phương pháp mà Đức Phật dạy cho mình sống, mà sống bây giờ cho thấy mình đang đi, chết mình đang đi, chết mình đang đi là như vậy. Đừng một bước đó, một bước đó như vậy mình đi ra khỏi cái chết, đi ra chết cho đông, đi ra này, đi ra khỏi cái chết là như vậy. Cái đầu phương pháp để quá khứ chết rồi, tương lai sanh nữa, không sanh không tử, bắt đầu ra lại. Quá khứ lại chết, không đi
tương lai là sanh, sẽ đi sanh không. Cách hướng dẫn như vậy, hướng dẫn trở lại, đó là mình đang sống với tứ đại. Rồi đang sống mới bắt đầu trên nó, đây là phương pháp mà Đức Phật dạy. Mình sống nó cái thịt, mình đang sống như nó là nó này, như vậy cái tâm có thể là tâm của mình này, mình biết hướng dẫn tâm. Đang sống với gió, biết rồi đang sống với, rồi thấy gió mà trong gió là gió này. Nếu mình thân gió là gió, bắt đầu cái khác mình dễ hiểu thôi. Với điều kiện tất cả như vậy hết lòng mà nhớ. Nếu có gì tập rồi, người thấy sự khó khăn, chấp nhận sự khó khăn. Tại có gì học một phương pháp khác, kỹ thuật cấu được rồi, an ủi biết rồi bỏ này, rồi trở lại chỗ máy nè. Mà nếu chỗ máy không có niềm chấp nhận một cái phương pháp, một cái kỹ thuật, mình phải chấp nhận đó. Một ngôn ngữ, mình học tiếng Anh, biết tiếng Anh mình muốn học tiếng Pháp, mình phải mất thời gian giống nhau thôi. Cái đó là mình phải chấp nhận. Sư xin nhắc đó, đây là phương pháp chú tâm niệm mùi nhé. Và để tâm vô đây, như vậy mới biết là có hơi thở, thở vô thở ra. Quý phải hết lòng chế thể cho này nè. Như vậy khi đề nhạy quý sẽ biết có hơi thở vô, có hơi thở ra. Cứ như vậy, từ giờ phút này chúng ta nguyện rồi bắt đầu để tâm niệm mùi. Thế cái mũi là dành của mũi cho này, ham đi ngay cho này rồi. Cửa cho này giống như cửa, cho này cửa đi vô đi ra cho cửa. Dành của mũi. Như vậy khi gió vô không biết, gió vô, thở ra, niệm thầm. Thở ra, niệm thầm không, niệm ra tiếng. Thầm trong trí óc cái nhớ đó, nhớ như vậy, nhớ vậy, ngôn ngữ nó là thở vô thở ra, thì để tâm này thở vô biết à, thở vô thở ra, cháy hai danh từ đó rồi bắt đầu ghi nhớ rồi, nhưng cái biết vô biết ra cho nên mà biết có biết à, biết thở vô biết thở ra biết nhớ không quên. Thở vô là khác, thở vô do nó vô, thở ra từ này, từ các người này, bắt đầu nó ra theo con mọi người. Từ chỗ này nó vô, thế chỗ này này, thế chỗ này này, cái đây là nhân, cô thở vô thở ra, nhớ. Thở vô quý vị cố gắng đừng có theo dõi sâu không, thở vô nó sâu theo chỗ tóc bụng, này, thở vô bụng phòng thở ra, bụng sang không. Thế chỗ này này, hai này thì biết thở vô, biết là chỗ này, bụng không, quên, đừng có nhớ nữa, tập không nhớ, thì nhớ chỗ này nữa. Rồi, như vậy khi mà ngồi thiền, một tiếng đồng hồ ngồi cứ như vậy, này. Nhân hành giả mới, không quen ngồi quý đau chân, quý đổi được, nhưng mà coi sức, ngồi quý vị bao nhiêu là rồi vì cái chú tâm này nha, thở vô biết, thở vô thở ra, thở vô được nè. Tiếng Anh gặp incoming breath, outgoing breath. Tiếng Anh như vậy, thở vô incoming breath, outgoing breath nè, thở vô thở ra nè, không có nói phòng xẹp arising falling no incoming breath, outgoing breath. Thở vô thở ra chỗ này một ngày. Quý vị đã từng hành mấy khóa trước rồi, nếu quý vị đã nhớ công thức không cháy thở vô thở ra không, kinh nghiệm hồi trước theo dõi hồi trước sư dạy tới giờ không cháy thở vô thở ra thôi, bắt đầu trở lại, bắt đầu từ bữa nay
Khi nào sẽ nói bây giờ thêm hiểu biết thêm cho nó thì sẽ theo cái đó. Cái mà kỹ thuật sư chỉ hồi khóa trước trước rồi không, đã đó rồi, dù có gì kinh nghiệm trả lại cho này, biết rồi trả lại cho này, trong ngày, bữa nay, nghe tới 3 ngày, trong 10 ngày, sư sẽ chỉ theo, mỗi ngày chỉ theo cái gì, vì nhớ là nhớ ngày hôm nay đó, cứ thở vô thở ra đây, suy nghĩ tới, cố gắng bỏ, rồi, trở lại đây, không để ý, trở lại đây, kéo tâm đi về, suy nghĩ tới kéo tâm lại, không niệm nào suy nghĩ nào, không cần niệm như vậy. Đây là thân quán niệm sư, niệm thân thân. Tâm phong phải nói, phong tâm phong nói, không, kéo tâm lại rồi, này hướng tâm, chỉ theo vô thở ra đây, không niệm này. Sẽ chỉ có gì thêm, cái công thức quý học rồi, quý sẽ dùng hết. Nhưng khi quý vị được thành công cái thở vô thở ra cho này, quý muốn dùng cái gì không có, này, không ngoài khóa thiền, quý muốn dùng sao quý vị không. Nhưng bây giờ chỉ chung nhau là một hội trường, quý vị phải tập như vậy, này, cứ thở vô biết, thở ra biết ngày hôm nay. Bây giờ cho đến ngày mai, ngày mai giờ này sư mới vô, sư chỉ làm sao quý vị sẽ làm như vậy nhé. Đừng có theo kinh nghiệm của quý vị, tôi học hồi trước vậy, không, bây giờ trả lại vậy, hơi thở vô, hơi thở ra. Như vậy đó, bắt đầu từ hơi thở vô, thở ra. Không theo cái kinh nghiệm, hồi trước bất cứ kinh nghiệm gì, tạm gì để đó, hướng dẫn tâm, cho nó biết một phương pháp nữa, gọi là thọ quán niệm xứ. 3 ngày đầu tiên là thân quán.